Thầy chào các em đã đến với kênh của thầy Quang. Trong tiết học này, thầy sẽ hướng dẫn các em học bài số 2 xử lý thông tin, trang số 8 sách giáo khoa tin học lớp 6 kết nối tri thức với cuộc sống nha. Thì sau tiết học này, các em sẽ nêu được các hoạt động cơ bản trong xử lý thông tin, giải thích được máy tính là công cụ hiệu quả để xử lý thông tin, nêu được ví dụ minh họa cụ thể. Ở đây có một tình huống như thế này các em. Mình thích xem bóng đá và nhớ mãi một quả phạt đền. Khi mà cầu thủ thực hiện quả phạt á, thì mắt anh ấy liên tục quan sát thủ môn và đón xem góc nào của khung thành là sơ hở nhất. Sải bước tạo đà, anh ấy đã khéo léo chiến thắng thủ môn bằng một cú sút rất mạnh vào góc cao của khung thành. Tiếp theo các em tìm hiểu phần một nhỏ xử lý thông tin. Thì trong trường hợp bên trên, trường hợp của cầu thủ bóng đá sút quả phạt đền đó, thì bàn thắng xảy ra thì rất là nhanh trong chớp mắt thôi. Nhưng mà trong cái thời gian rất ngắn đó thì trí óc của cầu thủ đã thực hiện một loạt các cái hoạt động rất là phức tạp như sau. Thứ nhất là mắt đã theo dõi vị trí của thủ môn và khung thành, rồi sau đó thì thông tin đó đã được chuyển lên não. Rồi tiếp theo thì não sẽ phân tích thông tin và đánh giá suy luận, rồi chuyển hóa thông tin thu được thành ý định của cầu thủ, đó là ý định sút bóng vào góc cao của khung thành. Thì tiếp theo là cái ý định đó được thực hiện bằng cách là điều khiển cái chân sút và sút thành công quả phạt, đúng không em? Thì một chuỗi các cái hoạt động như vậy, thực ra thì não còn thực hiện nhiều hoạt động thông tin khác nữa các em, đó là ghi nhớ kết quả của hoạt động trước nè, để thực hiện những hoạt động sau. Tuy không ai nhìn thấy được bộ não làm việc như thế nào, nhưng mà trong mọi hoạt động có ý thức của con người thì bộ não phải thực hiện một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là phải xử lý thông tin. Vậy thì quá trình xử lý thông tin được diễn ra như thế nào? Thì ở đây quá trình xử lý thông tin của bộ não thì có thể là nói là bao gồm là những hoạt động như sau. Thứ nhất là thu nhận thông tin nè, thứ hai là lưu trữ thông tin, thứ ba là xử lý thông tin, và thứ tư đó là truyền thông tin. Tiếp theo các em tìm hiểu hoạt động số 1, xử lý thông tin. Em hãy xem xét tình huống của cầu thủ ghi bàn và trả lời câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất là bộ não của cầu thủ nhận được thông tin từ những giác quan nào? Thì các em xem và trả lời cho thầy ha. Thì đó là những giác quan nào các em? Thì bộ não nhận được thông tin từ từ mắt, đúng không? Mắt nhìn vị trí của thủ môn, coi thủ môn phản xạ như thế nào, đúng không? Đứng ở vị trí nào và khung thành ở vị trí nào. Đấy, là thông tin này được nhận từ từ mắt ha. Câu hỏi thứ hai là thông tin nào được bộ não của cầu thủ ghi nhớ và sử dụng khi đá phạt? Đấy. Thì thông tin mà được bộ não ghi nhớ để sử dụng khi đá phạt đó là vị trí và động tác của thủ môn. Khi mà cầu thủ thấy được động tác của thủ môn như thế nào đó và vị trí thủ môn đứng thế nào thì ghi nhớ lại. Và vị trí của quả bóng, khoảng cách đá phạt, đúng không? Khoảng cách đá phạt, tức là từ cái quả phạt đến cái khung thành. Câu hỏi số 3 là bộ não xử lý thông tin nhận được thành những thông tin gì? Thì ở đây bộ não xử lý thông tin nhận được là thành thông tin đó là sút vào góc cao của khung thành, đúng không? Từ những thông tin mà cầu thủ này nhận được, và cầu thủ này đã xử lý bằng cách là chuyển đổi thông tin đó và cuối cùng có quyết định là sút vào góc cao của khung thành. Đó. Câu hỏi số 4 là bộ não chuyển thông tin điều khiển thành thao tác nào của cầu thủ? Thì bộ não chuyển thông tin điều khiển thành thao tác là sút thành công quả phạt, đúng không em? Đây. Câu hỏi số 5 là quá trình xử lý thông tin của bộ não gồm những hoạt động nào? Thì quá trình xử lý thông tin của bộ não thì gồm những hoạt động như là thu nhận thông tin, lưu trữ thông tin, xử lý thông tin và truyền thông tin. Quá trình xử lý thông tin thì bao gồm có 4 hoạt động cơ bản các em. Hoạt động thứ nhất đó là hoạt động thu nhận thông tin. Thì nhờ các cái giác quan, con người có thể là nhận được thông tin của thế giới bên ngoài, chẳng hạn như là âm thanh, hình ảnh, màu sắc, ánh sáng, nhiệt độ hay là mùi vị, vân vân. Hoạt động thứ hai đó là hoạt động lưu trữ thông tin. Thì sau khi nhận được thông tin thì bộ não sẽ ghi nhớ lại thông tin đó. Nếu như não không ghi nhận được thì thông tin sẽ bị mất ha, và các cái thao tác sẽ không thể thực hiện được. Thông tin thì không chỉ nhớ trong não mà con người còn lưu trữ bằng cách là ghi chép lại. Hoạt động thứ ba đó là hoạt động xử lý thông tin. Thì bộ não sẽ liên kết các thông tin đã có, so sánh, phân tích, thống kê, suy luận, giải thích, vân vân, các thứ hết. Thì từ đó mới đưa ra kết luận rồi quyết định. Đó là quá trình biến đổi thông tin ban đầu thành thông tin mới. Hoạt động thứ tư cũng là hoạt động cuối cùng trong quá trình xử lý thông tin, đó là hoạt động truyền thông tin.
Thì sau khi xử lý thông tin xong rồi thì thông tin sẽ được truyền đến các cái bộ phận của cơ thể để chuyển hóa thành những cái hành vi, hành động cụ thể, hoặc là được chia sẻ với những người khác. Thông tin được nhân rộng qua quá trình chia sẻ. Đây các em nhìn ở đây, đây là một cái sơ đồ các cái hoạt động xử lý thông tin của con người. Thì đầu tiên đó là thu nhận thông tin bằng các cái giác quan, chẳng hạn như là nghe, nhìn, chạm, nếm hay là ngửi, vân vân. Thì từ đó thì chúng ta có thông tin và chúng ta sẽ thu nhận. Thì thông tin này sẽ được đưa đến bộ não của con người, đưa đến bộ não. Thì lúc này bộ não sẽ ghi nhớ lại, rồi sẽ lưu trữ thông tin. Thì ngoài cái việc mà chúng ta ghi nhớ, chúng ta còn có thể là ghi lên giấy hoặc là ghi lên những cái thiết bị, gọi chung đó là vật mang tên. Thì những thông tin này bộ não mới thực hiện cái quá trình xử lý thông tin. Thì xử lý thông tin từ thông tin đã có, từ những thông tin ban đầu mà đưa ra những thông tin mới ha. Rồi sau đó thì truyền thông tin bằng cách là điều khiển các cái bộ phận trên cơ thể thực hiện những cái hoạt động, những cái hành vi, đúng không? Những cái hành động, hay là thông tin này được chia sẻ với nhiều người khác. Chúng ta rút ra được kiến thức đó là các hoạt động xử lý thông tin thì bao gồm 4 hoạt động. Hoạt động đầu tiên đó là thu nhận thông tin. Hoạt động thứ hai là lưu trữ thông tin. Hoạt động thứ ba là xử lý thông tin. Và hoạt động thứ tư là truyền thông tin. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi sau. Mỗi việc dưới đây thuộc hoạt động nào trong quá trình xử lý thông tin? Giải thích tại sao. Công việc A, em đang nghe chương trình ca nhạc trên đài tiếng nói Việt Nam. Thì công việc này là thuộc cái hoạt động thu nhận thông tin hết em. Tại vì khi mà các em nghe ca nhạc á, là tức là các em nghe âm thanh bằng tai, hay nói cách khác là các em sử dụng cái giác quan là sử dụng tai để thu nhận thông tin thuộc loại âm thanh. Công việc B là bố em xem chương trình thời sự trên TV. Thì công việc B này cũng thuộc cái hoạt động thu nhận thông tin. Vì khi bố em xem chương trình thời sự trên TV á, thì xem chương trình là xem bằng mắt, đúng không? Bố sử dụng mắt để xem TV, xem những hình ảnh trên TV. Ngoài ra thì bố còn có thể là sử dụng tai để nghe âm thanh từ cái chương trình thời sự trên TV nữa ha. Thì đó là những cái giác quan dùng để thu nhận thông tin. Công việc C là em chép bài trên bảng quà vở. Thì công việc C này đó là thuộc hoạt động lưu trữ thông tin. Vì em ghi bài quà vở là em đã lưu lại thông tin ở trên vở, trên vật mang tên để về các em xem lại sau, đúng không? Công việc D, em thực hiện một phép tính nhẩm. Thì công việc D này là thuộc hoạt động xử lý thông tin. Vì từ cái bài toán ban đầu mà em đã đưa ra kết quả sau khi em tính xong, tức là từ cái thông tin ban đầu em đã xử lý và đưa ra được kết quả là thông tin mới. Tiếp theo các em tìm hiểu phần 2 nhỏ, xử lý thông tin trong máy tính. Thì ngày nay với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thì thông tin không chỉ là sự hiểu biết cá nhân của con người nữa các em, mà thông tin đã trở thành tài nguyên của xã hội loài người rồi. Nó đem lại lợi ích rất là to lớn nha. Thì chiếc máy kỳ diệu giúp cho con người xử lý nguồn tài nguyên đó chính là chiếc máy tính. Vậy thì em có muốn biết là máy tính gồm những thành phần nào và máy tính hoạt động ra sao hay không? Thì ngay sau đây thầy cùng các em sẽ tìm hiểu ha. Thì máy tính thì có đầy đủ các cái thành phần để thực hiện những cái nhiệm vụ trong quá trình xử lý thông tin. Ví dụ như là thu nhận thông tin nè, lưu trữ thông tin, biến đổi hay là truyền thông tin, tức là các cái hoạt động xử lý thông tin đó các em. Thì đó là những cái thiết bị gì? Đầu tiên đó là thiết bị vào. Thì thiết bị vào dùng để là thu nhận thông tin. Thì chẳng hạn như là bàn phím nè các em, chuột nè, máy quét nè, micro, webcam hay là camera. Đó là những cái thiết bị vào. Rồi thiết bị ra. Thiết bị ra của máy tính để truyền hoặc là chia sẻ thông tin, chẳng hạn như là màn hình, máy in hay là máy chiếu, vân vân. Cái bộ phận thứ ba hay là thiết bị thứ ba của máy tính đó là bộ xử lý. Thì bộ xử lý là để xử lý thông tin bằng cách là thực hiện ở chương trình máy tính do con người viết ra. Cái bộ phận thứ tư đó là bộ nhớ.
Thì bộ nhớ ở đây là dùng để lưu trữ thông tin, thì bao gồm có những thiết bị như là đĩa quang, đĩa từ, thẻ nhớ, vân vân. Các em quan sát cho thầy hình 1.2 các hoạt động xử lý thông tin của máy tính ha. Thì đầu tiên các em nhìn vào từ bên trái, đó là thiết bị vào. Thì ở đây là bao gồm là chuột nè, bàn phím, đây là những thiết bị vào cơ bản của máy tính ha. Rồi, thiết bị vào này là để đưa thông tin từ môi trường bên ngoài vào máy tính để thu nhận thông tin. Thì sau khi thu nhận thông tin thì chuyển đến là CPU. Thì CPU ở đây là dùng để xử lý thông tin các em nha, xử lý thông tin. Thì thông tin đó cũng có thể là được lưu trữ lại trên bộ nhớ ha, cũng có thể là sau khi xử lý xong sẽ lưu trữ lại trên bộ nhớ nè, hoặc là có thể là lấy thông tin từ bộ nhớ ra để đưa vào CPU xử lý ha. Đây, sau khi xử lý thông tin xong rồi thì chuyển sang là cái khâu là truyền thông tin, đúng không? Truyền thông tin thì truyền thông tin đó là sẽ đưa ra thiết bị ra như là màn hình nè, máy in hay là máy chiếu ha. Đó, đây là các cái hoạt động xử lý thông tin của máy tính qua sơ đồ hình 1.2. Ngay sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em trả lời hai câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất, máy tính gồm mấy thành phần để có thể thực hiện được các hoạt động xử lý thông tin? Thì máy tính gồm có 4 thành phần các em, đó là thiết bị vào, thiết bị ra, bộ nhớ và bộ xử lý ha. Câu số 2, chức năng của bộ nhớ máy tính là gì? Thì chức năng của bộ nhớ máy tính đó là lưu trữ thông tin. Thì tất cả các thông tin được thu nhận từ môi trường bên ngoài hay là thông tin đã được xử lý thì có thể là lưu trữ lại ở trên là bộ nhớ máy tính ha. Tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn các em thực hiện hoạt động số 2, hiệu quả thực hiện xử lý thông tin của máy tính. Em hãy nêu ví dụ về việc máy tính giúp con người trong các hoạt động sau và so sánh hiệu quả của việc thực hiện công việc đó khi có sử dụng máy tính và khi không sử dụng máy tính. Tức là đầu tiên là các em thấy ở đây có 4 cái hoạt động A, B, C, D. Thì trong mỗi hoạt động như vậy là em thực hiện hai việc. Việc thứ nhất đó là em hãy nêu một ví dụ, nêu một ví dụ máy tính giúp con người về cái hoạt động đó. Cái thứ hai đó là em hãy so sánh khi mà thực hiện hoạt động đó, khi có sử dụng máy tính và khi không có sử dụng máy tính thì có gì khác nhau. Thì đầu tiên là cái hoạt động A nè, là hoạt động thu nhận thông tin. Thì các em thấy hoạt động thu nhận thông tin thì ở đây thầy ví dụ như là sẽ đọc cuốn sách giáo khoa tin học lớp 6 có 75 trang. Thì sách giáo khoa của chúng ta thì tài liệu là gồm là tài liệu văn bản, đúng không? Hình ảnh trên đó thì gồm có 75 trang. Thì hiệu quả thực hiện như thế nào? Mình sẽ so sánh ha. Thì sử dụng máy tính sẽ nhanh hơn, đúng không em? Sử dụng máy tính sẽ nhanh hơn. Thì đọc 75 trang tài liệu để ghi vào máy tính á, thì khi sử dụng máy tính thì có thể là mất cái thời gian rất là ngắn, có thể là 1 giây, chưa đến 1 giây nữa đã thực hiện xong. Còn khi mà chúng ta đọc thủ công, tức là chúng ta đọc bằng mắt, thì có thể là mất rất nhiều thời gian chúng ta mới đọc xong 75 trang sách, ví dụ như vậy. B là lưu trữ thông tin. Lưu trữ thông tin thì ở đây cái việc hoạt động lưu trữ thông tin đó, thì ví dụ như là lưu trữ một bộ phim, thì các em thường hay xem phim đó, thì các em thấy bộ phim nó rất là dài, đặc biệt là phim là video, thành ra tốn rất là nhiều dung lượng. Thì hiệu quả thực hiện là gì? Khi mà các em sử dụng máy tính để lưu trữ thì sao? Thì sẽ đầy đủ và lâu dài, tức là em sẽ lưu trữ bộ phim ở trên máy tính thì bộ phim đó sẽ được lưu trữ đầy đủ, đúng không? Và có thể là lưu trữ lâu dài, 5 năm, 10 năm sau các em có thể mở xem được. Còn nếu như các em chỉ xem qua và nhớ thôi, xem qua và nhớ thôi, hay là em ghi lại thông tin của bộ phim đó lên giấy, thì có đầy đủ được hay không, có đầy đủ tất cả những tình tiết trong bộ phim hay không, thì chắc chắn sẽ không đầy đủ hết em, và có thể là sẽ không lâu dài được nha. Hoạt động thứ ba là hoạt động xử lý thông tin. Thì hoạt động xử lý thông tin thì thầy ví dụ như là giải 100 bài toán nhân đi, đơn giản thôi. Bài toán nhân tức là nhân hai số với nhau đó. Giải 100 bài toán thì hiệu quả của việc thực hiện khi mà sử dụng máy tính thì sao? Thì nhanh hơn và chính xác hơn.
Còn khi mà các em không sử dụng máy tính mà các em thực hiện 100 bài toán nhân thì mất rất là nhiều thời gian. Còn khi thực hiện máy tính thì có thể là chưa đầy một giây là máy tính sẽ trả về kết quả cho chúng ta là 100 bài ha. Hoạt động thứ tư, hoạt động D, đó là truyền thông tin. Truyền thông tin thì thầy ví dụ một ví dụ như là việc các em gửi hình ảnh cho bạn từ khoảng cách là 100 km. Ví dụ như mình có một người bạn ở cách xa là 100 km, 200 km hay gì đó, hoặc là xa hơn nữa, thì khi mà các em sử dụng máy tính thì hiệu quả như thế nào? Sử dụng máy tính thì rất là nhanh đúng không? Nhanh hơn, nhưng mà nhanh hơn rất là nhiều lần. Các em có thể là gửi mail qua email, gửi Zalo đúng không? Hay là gửi qua những cái mạng xã hội khác thì nó rất là nhanh đúng không em? Gửi cái là bên kia nhận lượt liền. Còn nếu như các em không sử dụng máy tính mà các em gửi thủ công, tức là các em gửi tấm ảnh đó, các em in tấm ảnh đó ra giấy rồi các em gửi bưu điện chẳng hạn, thì rất là mất thời gian, có thể là mất 1-2 ngày thì người bên kia, người bạn bên kia mới có thể là nhận được ha. Như vậy thì máy tính là một công cụ hiệu quả để giúp chúng ta thu nhận, lưu trữ, xử lý và truyền thông tin. Thì máy tính giúp con người thu nhận thông tin dễ dàng, đa dạng và nhanh chóng. Ví dụ như các em chuẩn bị thông tin cho một cái bài trình bày nào đó, em có thể là sử dụng máy quét nè, máy ảnh số, điện thoại thông minh, hay là tìm kiếm trên mạng để được những thông tin dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh, phim rất là nhanh chóng các em. Rồi, thì thứ hai nữa là gì? Là máy tính xử lý thông tin thực hiện tính toán với tốc độ cao, chính xác, bền bỉ, vừa nhanh mà vừa chính xác nữa ha. Thì ngày nay thì máy tính có thể là thực hiện đến hàng trăm tỷ phép tính trong một giây kìa. Trong một giây như vậy thôi, một cái chớp mắt thôi thì có thể là thực hiện được tới hàng trăm tỷ phép tính nha, rất là nhiều. Đấy. Thứ ba là gì? Máy tính có thể là lưu trữ được một lượng thông tin rất lớn. Thì các em đã biết rồi, thì ví dụ như là thẻ nhớ nè, thẻ nhớ trong cái điện thoại của các em thì một cái thẻ nhớ 64GB hay là 128GB, thì một cái thẻ nhớ nhỏ xíu đúng không, nhỏ xíu có thể là bằng đầu chiếc bút thôi mà cũng có thể là lưu trữ được nội dung của hàng nghìn cuốn sách trong đó nha. Đó, một cái thiết bị rất là nhỏ nhưng mà lưu trữ được một lượng thông tin cực kỳ lớn. Thì ngoài ra thì máy tính có khả năng kết nối mạng nữa các em. Kết nối mạng thì máy tính không chỉ giúp trao đổi thông tin với mọi người khắp nơi mà còn giúp em kết nối kho tàng kiến thức, tức là một cái kho tri thức khổng lồ ở trên mạng ha. Ví dụ như em có thể là dùng điện thoại thông minh để truy cập vào internet để tìm thông tin bất cứ một lĩnh vực nào. Chúng ta rút ra được một điều đó là gì? Đó là máy tính có đủ 4 thành phần thực hiện các hoạt động xử lý thông tin, như là thiết bị vào là để thu nhận thông tin, bộ nhớ là để lưu trữ thông tin, bộ xử lý là để xử lý thông tin, và thiết bị ra là để truyền, chia sẻ thông tin. Máy tính là thiết bị hỗ trợ cho con người xử lý thông tin một cách hiệu quả, do nó có thể là thực hiện nhanh chóng các lệnh, tính toán chính xác, xử lý nhiều dạng thông tin, lưu trữ thông tin với dung lượng lớn và hoạt động bền bỉ. Thầy sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi sau ha. Máy tính giúp con người nâng cao hiệu quả trong những hoạt động nào của quá trình xử lý thông tin? Thì máy tính có thể giúp con người nâng cao hiệu quả trong hoạt động là cả 4 hoạt động luôn hết các em. Đó là hoạt động thu nhận thông tin, lưu trữ thông tin, xử lý thông tin và truyền thông tin. Thì khi mà được sự trợ giúp của máy tính thì cái hiệu quả được nâng lên rất là nhiều ha. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần luyện tập và vận dụng ở trang số 11 các em. Và thầy sẽ hướng dẫn các em trả lời tất cả các câu hỏi và bài tập luyện tập và vận dụng trang 11 luôn ha. Thì câu hỏi đầu tiên trong phần luyện tập đó là: quật mang tên xuất hiện trong hoạt động nào của quá trình xử lý thông tin? Bộ nhớ có phải là quật mang tên hay không? Thì trả lời đó là quật mang tên thì xuất hiện trong hoạt động là lưu trữ thông tin ha. Thì bộ nhớ của máy tính là quật mang tên. Câu hỏi số 2: em hãy phân loại những công việc sau đây theo các hoạt động của quá trình xử lý thông tin. Đầu tiên là quan sát đường đi của một chiếc tàu biển. Công việc thứ hai là ghi chép các sự kiện của một chuyến tham quan. Công việc thứ ba là chuyển thể một bài văn xuôi thành văn vần. Công việc thứ tư là thuyết trình chủ đề tình bạn trước lớp. Thì trả lời như thế này các em. Công việc đầu tiên, quan sát đường đi của một chiếc tàu biển, đó là cái việc thu nhận thông tin ha. Đây là cái hoạt động thu nhận thông tin.
Công việc thứ hai là công việc B là ghi chép các sự kiện của một chuyến tham quan, thì ghi chép lại để mình sử dụng sau, đúng không? Để mình nhớ mình sử dụng. Đó là cái hoạt động lưu trữ thông tin. Chuyển thể bài văn xuôi thành văn quần, tức là xử lý thông tin. Từ cái thông tin ban đầu mình sẽ đưa ra một cái thông tin mới, đó là bài văn quần, thông tin mới. Còn văn xuôi là thông tin ban đầu. Thuyết trình chủ đề tình bạn trước lớp, đó là truyền thông tin, đó, mình truyền tải thông tin đó đến những người khác ha. Tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn các em làm bài tập số 1 trong phần vận dụng trang số 11 ha. Giả sử em được đi chơi xa nhà, em phải phân tích các cái hoạt động xử lý thông tin liên quan đến việc lên kế hoạch cho chuyến đi. Thì đầu tiên là gì? Để lên kế hoạch cho chuyến đi thì hoạt động đầu tiên là phải có hoạt động thu nhận thông tin hết các em. Tức là em phải, khi mà em được đi chơi xa nhà thì em cần phải nắm bắt được những thông tin gì. Tức là mình phải biết được là mình đi địa điểm nào, đúng không? Tức là thông tin về địa điểm. Đấy. Rồi số người đi cùng, số người đi cùng mình là bao nhiêu người. Mình đi với 5-3 bạn gì đó thôi, hay là đi cả lớp, hay là đi với gia đình. Số người đi cùng. Thời gian đi, tức là đi vào thời điểm nào và đi trong khoảng thời gian bao lâu, chẳng hạn. Hình thức đi là đi như thế nào, đi bằng tàu, đi bằng máy bay, hay là đi bằng xe chẳng hạn, vân vân. Đó là cái quá trình thu nhận thông tin, cái hoạt động thu nhận thông tin ha. Rồi hoạt động thứ hai là hoạt động lưu trữ thông tin, là các em cần ghi nhớ lại những cái thông tin mà các em đã thu nhận để mình có thể là sử dụng khi cần thiết, đúng không? Rồi, hoạt động thứ ba là hoạt động xử lý thông tin. Đó. Thì sau khi mà các em có được thông tin đã thu nhận và lưu trữ trong hai hoạt động trên thì các em xử lý nha, xử lý xong rồi để biết được là mình sẽ lựa chọn cái trang phục nào cho phù hợp, nhớ chưa? Đi địa điểm nào thì mỗi một địa điểm như vậy thì có một cái trang phục riêng, trang phục khác nhau, đúng không? Chẳng hạn như đi tắm biển thì mình sử dụng là đồ bikini, còn nếu mà đi Đà Lạt thì lạnh quá thì mình sử dụng áo ấm, áo khoác. Còn đi những nơi nóng quá thì mình sử dụng áo thun, áo mỏng mỏng thôi để cho nó mát, chẳng hạn như vậy, đúng không? Thì địa điểm khác nhau thì trang phục cũng khác nhau. Đó. Thì sau khi xử lý thông tin xong rồi, mình sẽ đưa ra quyết định là lựa chọn trang phục nè. Rồi hành lý cần mang theo. Đi lâu quá thì mình mang nhiều, còn đi thời gian ngắn thì mình mang ít, chẳng hạn mang những loại nào cho phù hợp, đúng không? Đem theo tiền, đi ở địa điểm nào thì đem theo nhiều tiền, còn đi địa điểm nào thì sẽ mang theo ít tiền, chẳng hạn như vậy, vân vân, những cái công việc có liên quan khác nữa. Rồi gồm có hoạt động là truyền thông tin nữa nè, truyền thông tin thì sau khi xử lý xong rồi thì mình biết là mình nên chọn trang phục nào, đúng không? Cần những hành lý nào và đem theo bao nhiêu tiền chẳng hạn, thì lúc này mình sẽ truyền cái thông tin đó xuống cái bộ phận của cơ thể mình, tay nè, chân nè. Lúc này mình sẽ đi đến tủ, đúng không? Mình sẽ mở tủ ra để mình lấy quần áo, mình sắp xếp quần áo, lấy cái vật dụng, đúng không? Các cái vật dụng, rồi lấy tiền, đúng không? Có thể là nói với cha mẹ hỗ trợ cho chúng ta thực hiện cái công việc này. Đó. Tiếp theo các em làm cho thầy câu hỏi số 2 là em hãy liệt kê những lợi ích của máy tính ở một trong các lĩnh vực sau để thấy rõ là hiệu quả của việc xử lý thông tin bằng máy tính. Thì ở đây là em hãy liệt kê những lợi ích của máy tính ở một trong các lĩnh vực sau. Tức là các em có thể là lựa chọn các lĩnh vực ở đây, có 8 lĩnh vực. Thì trả lời như thế này, thầy trả lời hết 8 lĩnh vực luôn ha. Thì các em có thể là lựa chọn một trong 8 lĩnh vực này, lĩnh vực nào mà các em thích á, các em thấy phù hợp thì các em sẽ lựa chọn ra nha. Những lợi ích của máy tính trong các lĩnh vực đó là A, đó là lĩnh vực y tế. Y tế là làm gì? Đó là lưu trữ thông tin của các bệnh nhân, bệnh án lâu dài, đúng không? Lưu trữ bệnh thông tin về bệnh nhân, bệnh án rất là lâu dài trên máy tính để có thể là theo dõi và chữa trị cho các bệnh nhân này phù hợp ha. Rồi về giáo dục, về giáo dục đó là có lợi ích gì? Lợi ích là cho phép tìm kiếm thông tin nè, dạy học nè, rồi học trực tuyến nè, gửi tài liệu từ xa nè, tìm kiếm thông tin trên internet để học nè,
rồi trình chiếu nè, sử dụng máy tính này để trình chiếu nè, rồi học online nè, học trên YouTube nè. Ví dụ như hiện tại thì các em đang ứng dụng công nghệ thông tin để các em học trên YouTube thế. C là về âm nhạc. Âm nhạc thì có lợi ích gì? Lợi ích là về để giải trí, đúng không? Là cho phép em nghe nhạc trực tuyến nè, nghe những cái bài nhạc ở trên mạng xã hội vân vân, dễ tìm ra những cái bài hát yêu thích. Các em thích bài nào đó là các em sẽ search rồi các em tìm ra liền. Ví dụ như các em thích nhóm Blackpink, đúng không? Blackpink, nhóm nhạc nổi tiếng thế giới của Hàn Quốc đó. Các em chỉ cần search Blackpink là nó ra nhóm nhạc đó, các em xem ngay, đúng không? Rất là dễ tìm bài hát ha. Rồi, lĩnh vực D là lĩnh vực hội họa, là giúp chúng ta những cái lợi ích gì? Là quẻ bằng máy, quẻ bằng máy tính nó sẽ trực quan hơn, đúng không? Chính xác hơn, rõ ràng hơn, dễ thực hiện hơn nữa ha. Rồi xây dựng. E là lĩnh vực xây dựng, là xây dựng thì máy tính sẽ đem lại những cái lợi ích cho chúng ta, đó là xây dựng nên những cái bản quẻ dễ dàng, thiết kế, tức là thiết kế đó các em, thiết kế các cái bản quẻ rất là dễ dàng, rồi dễ chỉnh sửa ha. F là nông nghiệp. Nông nghiệp thì máy tính hỗ trợ cho, máy tính hỗ trợ cho chúng ta là phân tích về thời tiết nè, về môi trường nè, về độ ẩm đó các em, về dịch bệnh, rồi dễ tiếp cận với kỹ thuật canh tác ha. Rồi hiện nay thì có những phần mềm là phân tích dịch bệnh ha, rồi phân tích độ ẩm rồi nữa, để cho chúng ta đưa ra những quyết định cho anh trồng nông nghiệp á, sản xuất nông nghiệp hiệu quả hơn. G là thương mại. Về thương mại thì thương mại tức là mua bán, thì máy tính giúp cho chúng ta có ích lợi gì, đó là dễ trình bày nè, dễ trình bày cái sản phẩm của mình á, dễ quảng bá sản phẩm, dễ quảng bá, dễ quảng cáo, đúng không? Rồi bán hàng online nè, bán hàng online rất là dễ dàng. Thì bây giờ các em thấy là thương mại thì bán hàng online gì rất là phát triển, đúng không? Bán trên TikTok, rồi bán trên Shopee, bán trên YouTube, bán trên mọi cái nền tảng khác, đúng không? Rất là nhiều, Facebook rồi nữa. Rồi H là gì? H là về lĩnh vực du lịch. Du lịch thì có lợi ích gì? Đó là cái việc tìm hiểu về địa điểm nè, rất là dễ dàng. Muốn đi điểm nào thì các em lên mạng, các em search cái là có thông tin về địa điểm đó, đúng không? Có cả về hình ảnh luôn và những thông tin liên quan. Rồi dễ dàng quảng bá du lịch, đúng không? Cho những cái nước bạn, nước ngoài, người ta có thể là mình quảng bá và người ta thông qua máy tính, thông qua internet, người ta có thể biết được và người ta đến nước mình, người ta đi du lịch. Đó là những cái lợi ích trong 8 lĩnh vực mà thầy vừa mới nêu. Thì các em chỉ cần gì? Chỉ cần lựa chọn một trong các lĩnh vực sau đây, tức là chọn một trong 8 là được rồi ha. Rồi các em có thể là chọn một lĩnh vực thôi, rồi các em trình bày cho nó chi tiết hơn, cho nó cụ thể hơn, bổ sung vào cho nó hay hơn ha. Và như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em học xong bài số 2, xử lý thông tin, tin học số 6, sách kết nối tri thức với cuộc sống ha. Thầy chúc các em học tập thật tốt, đạt được nhiều điểm cao nha. Nếu như các em thấy hay thì nhớ subscribe kênh của thầy để không bỏ lỡ những bài học tiếp theo. Còn bây giờ thầy sẽ dừng video ở đây nha. Bye bye và hẹn gặp lại các em trong những bài học sau nha.